quý vị và các bạn, Nghị quyết số 43 của Quốc hội đã dành 1.000 tỷ bổ sung cho chương trình Sóng và Máy tính cho em. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, nguồn lực này vẫn chưa được thực hiện. Đây cũng là vấn đề được nhiều thành viên đoàn giám sát đặt ra khi làm việc với chính phủ. Các đại biểu cho rằng, trong số 6.000 tỷ dịch vụ viễn thông công ích đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 43, có dành 1.000 tỷ bổ sung cho chương trình Sóng và Máy tính cho em. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cần đánh giá, nhìn nhận khách quan và chính xác nguyên nhân của việc không thực hiện được nội dung này. Các cái nội dung mà liên quan đến thực hiện cái chương trình máy tính cho em, rồi sử dụng quỹ viễn thông công ích và giữ quỹ khoa học, thì hôm trước các đồng chí mới báo cáo là hoàn thiện về mặt chính sách, còn đưa ra đi vào thực tế cuộc sống là bao nhiêu thì nó không rõ, và bây giờ vẫn là vấn đề, là những vấn đề mà nó vẫn là tồn tại trong thực tiễn để chúng ta được khắc phục tiếp. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, qua khảo sát, Bộ đã xin phép Chính phủ tạm dừng lại chương trình Sóng và Máy tính cho em do mục đích không còn, hiện không tổ chức dạy và học trực tuyến, không sử dụng máy tính bảng. Thời điểm đó thì lúc đó cũng hết dịch, các trường cũng không dạy trực tuyến nữa. Đồng chí nên là vừa rồi thì Bộ Truyền thông cũng có thống nhất lại với Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì vừa rồi là đầu năm 2024 chúng tôi đã có cái tờ trình Thủ tướng Chính phủ để đề xuất là điều chỉnh cái mục tiêu của chương trình, là từ việc phục vụ dạy và học trực tuyến thành là cái mục tiêu là để học sinh có thiết bị tra cứu thông tin thư viện trường học, truy cập kho dữ liệu số, bài giảng điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Đối với Quỹ Viễn thông Công ích, Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại và dịch vụ Internet cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn của 203 huyện và 41 đảo.